Hôm rồi, chúng con có được sư phụ cho cái miếng mà trích đoạn trong trí độ luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát. Kính bạch sư phụ, ý sư phụ muốn dạy chúng con điều gì? Chúng con kính mong sư phụ khai thị dùm cho chúng con. Muốn cho mà biết á ha, cái nguồn gốc của tâm linh á ha. Bây giờ mình biết cái tâm linh, tất cả Phật pháp đều hiển bày cái tâm linh. Bất cứ đại thừa, trung thừa, tiểu thừa cho đến tối thượng thừa ha, đều là hiển bày cái tâm linh. Mà bây giờ không phải Phật pháp khắp thế giới, từ mà loài người cho đến chúng sanh, đều là nhờ cái dụng của tâm linh mà mới có cái cuộc sống mà. Nhưng mà cái tâm linh chỉ là một cái danh từ. Bây giờ tất cả người biết nói tâm linh, biết giải thích tâm linh, nhưng mà đều là cái danh từ, đều là cái khái niệm của bộ óc, chứ không có biết tới cái thực tế. Mà giải thích ra, có người nói vậy, có người nói khác, đều là có lý. Có người thì nói là lý là cao, có người thì nói là lý là thấp. Cho người á, có lý cao siêu là hay hơn. Nhưng mà cái nguồn gốc của nó không có lý gì hết á. Thì cũng nghe bây giờ nói hư không á ha. Cũng nói là nói về cái hư không nè ha. Hư không bắt có cái, chỉ có cái tên gọi thôi. Nó giải thích giống là không có hư không. Nhưng mà bây giờ mình sống ở trong hư không này nè. Mình làm cái gì cũng phải nhờ cái hư không này á mới được hiển bày cái dụng. Cho nên cô á Bùi Lai hỏi đạo tôi trả lời cũng phải nhờ cái hư không này đó. Mà thực tế cái không này nó không có bản thể, không có cái gì mà để mình mà mò bắt đụng chạm, mà không có nghĩa lý lẽ cho mình giải thích, nhưng mà tất cả đều phải nhờ nó mới hiển bày cái dụng đó. Mà cái mục đích tôi mà chích ra là lẽ cho mình biết cái không này là tâm của mình, lẽ tin là cái không này là cái tâm của mình. Nhưng mà bây giờ chỉ là cái biết của bộ óc á, tối chừng ngộ rồi đó, cái bằng chứng ngộ á, thì á nó khác hơn bây giờ biết á. Bây giờ biết cũng là danh từ, cũng là khái niệm thôi. Nhưng mà mặc vào danh từ khái niệm mà tăng cường cái đồng tin, tin cái tâm linh của mình, tất cả lại đủ. Bởi vậy giống là không có cái gì mà. Nhưng mà tất cả đều phải nhờ nó mới dùng á. Không có cái nào ở ngoài. Cho nên Phật pháp nói là ngoài tâm chẳng có pháp á, ngoài tâm chẳng có Phật á, ngoài tâm chẳng có gì hết. Nhưng mà tâm á, cái bản thể của tâm cũng không có gì hết nữa. Chúng con đội ơn sư phụ. Thì chướng ngại cái dụng rồi. Tại không có cái gì đó, nó mới cái dụng đó đem hồng hết á, vô lượng vô biên.
Nhưng mà vô lượng vô biên cũng là cái danh từ thôi. Nếu mà mình tin được á, thì mình, cái tâm mình không có đi tìm kiếm cái ở ngoài nữa, không có bị dính mắc cái ngoài nào, cái nào nữa, cũng là cái ngã vô trụ, cũng là cái biệt danh của tâm mình. Tôi đã thường mà giảng cái ngã vô trụ, vô số trụ đó, cũng như kinh Kim Cang, ân vô số trụ như sanh kỳ tâm đó. Thì có nhiều người cũng nghe tôi giảng đã chán rồi, nhưng mà cũng còn có ít người mà còn môi á. Bây giờ tôi giảng thêm lần nữa ha. Bây giờ á, hồi nãy nói tâm linh á, cái cánh tay này là để dụ cho cái tâm linh này ha. Nó là hoạt bát vạn năng, muốn xài cái gì cũng được hết. Cũng như muốn lấy cái tách này cũng được, muốn lấy cái bình này cũng được, lấy cái khăn này cũng được, lấy cái gì cũng được hết. Lấy bàn, lấy ghế, cái bằng hoạt bát vạn năng đó, làm cái gì cũng được. Bây giờ á, nếu mà có sổ trụ á, là cũng như trụ cái khăn này, thì cái hoạt bát vạn năng nó bị đánh mất rồi. Muốn lấy cái tách cũng không được, lấy cái bình cũng không được, lấy cái gì cũng không được. Là tại sao? Tại có sổ trụ rồi, chứ không phải là do sổ trụ. Tức là trụ cho cái khăn này rồi đó. Thì á, cái dụng của tâm linh nó bị đánh mất rồi. Cho nên á, tôi bây giờ á, thành giả tham thiền là dùng cái nghi tịnh đó. Cái nghi tịnh là cái chỗ automatic đó, quét nó ra thì nó tự nhiên nó khôi phục cái dụng của bản tánh. Bây giờ lấy khăn cũng được, lấy tách cũng được, lấy bình cũng được, lấy gì cũng được hết. Nhưng mà cái khăn này là thuộc về cái thấp có. Bây giờ á, chủ nói không, ở trong này không có gì hết, nhưng mà cũng là mắc kẹt rồi. Cái dụng hoặc bắt dặn nang nó cũng bị đánh mắt. Để khăn không được, để tách không được, để bệnh không được, để gì cũng không được. Cho nên cái không này á, cũng phải nhờ cái chỗ automatic quét nó ra, mới khôi phục cái bổng lai hoặc bắt dặn nang. Thì á, ưng do số trụ, sanh kỳ tam là cái dụng của tam. Cái dụng của tâm là do sổ trụ nó mới sanh ra được. Nếu mà có sổ trụ là bị mắc kẹt, dính mắc không có dụng được. Cho nên kinh Kim Cang nó ân do sổ trụ như sanh kỳ tâm là vậy. Là hiển bày cái dụng của tâm. Thì á, hồi nãy nói tới cái bài mà chích trong Đại Trí Độ Lượng của Ngài Long Thọ cũng làm hiển bày cái dụng của tâm. Nhưng mà phải không có cái gì hết á mới hiển bày được. Nếu mà có cái gì hết, có cái không này cũng còn không được nữa. Nhưng mà bây giờ người lời đó, cho đến nhà khoa học, nhà triết học, phải có cái gì để cho nó nắm nó mới chịu. Vì không có cái gì á nắm thì nó phủ nhận là không có. Cái chuyện mà không thật, không có gì, tức là dọn. Nhưng mà chính cái những cái có đó là dọn rồi. Cũng như bây giờ á, nhà khoa học, nhà triết học muốn tìm hiểu cái sự bắt đầu của vũ trụ, sự bắt đầu của loài người,
sự bắt đầu của tất cả sinh vật. Ừ. Nếu mà theo Phật á, lập trường của Phật nói á, thì là ngu si. Tại sao vậy? Phật nói là vô thủy không có thể bắt đầu, cũng là cái nghĩa vô sanh không có sự sanh khởi. Tại nếu có sự sanh khởi thì sẽ có bắt đầu, cho nên vô thủy cũng là cái nghĩa vô sanh. Cho nên người chứng quả đó gọi là ngộ pháp vô sanh. Chứng vô sanh pháp nhãn, tại không có lý do mà sanh khỏi được bất cứ cái gì. Tôi thường thường đó, lấy cái con gà với trứng gà để giải thích đó. Bây giờ á, con gà khác với trứng gà mà ha. Bây giờ hai cái muốn truy cứu cái sự bắt đầu của con gà được không? Không được. Con gà không có thể bắt đầu. Tại sao vậy? Tại á, không có trứng gà làm sao ấp ra con gà. Rồi á, nói trứng gà bắt đầu được không? Cũng không được. Tại sao vậy? Không có con gà làm sao sinh ra trứng gà được. Hai cái đều không có bắt đầu, tức là cái nhã vô sanh đó. Không có thể sanh khỏi. Bây giờ nói tóm lại á ha, muốn tìm cái sự sanh khỏi tốt bắt đầu đó thì phải qua cái thời gian, tức là bắt đầu từ cái thời gian nào ha, mấy tỷ kiếp trước ha, hay là tỷ kiếp trước là bắt đầu. Nhưng mà tỷ gì, bao nhiêu tỷ kiếp trước rồi ở trước kia đó, có thời gian nữa không? Tức là trước khi bắt đầu có thời gian nữa không? Nếu mà có thì cái thời gian còn không có bắt đầu được, mà làm sao mà từ chỗ thời gian nào bắt đầu được? Chính cái bắt đầu đó phải y cứ cái thời gian. Nhưng mà thời gian còn không có bắt đầu thì tất cả làm sao bắt đầu? Cũng như một vật gì muốn bắt đầu phải bắt đầu từ chỗ nào, không gian là từ chỗ nào, thời gian là lúc nào, đều không có thể. Thì ở chỗ tôi chích chỗ Đại Trí Tuệ Lượng đó, cũng có nói tới cái ngã này. Ngài Long Thọ là tổ 14 của Thiền Tông Ấn Độ, là người chân tánh trực lẽ. Thì y dùng cái lũ thứ phương tiện để mà giải thích, không có thể giải thích mà cũng giải thích cho mình hiểu được, được mình thấu được, mình tin được á, càng cái tin nè ha. Thì mình bây giờ đó, mình sống thông thả, không có phiền não gì hết, không có thể sanh ra cái phiền não nào nữa. Nhưng mà cái bài đó muốn hiểu cũng khó lắm. Mà giáo cho bây giờ hiểu được nhưng mà tin không được nữa. Cái đó thì các bạn đồng tham phải tham. Tham tới một mức nào đó thì nó tự sẽ hiểu. Rồi mà hiểu được sau nó mới tin ha. Thì cứ thực hành tôi á, thì mới chứng. Hàng ngày ha, bất cứ cái gì cũng phải nhờ cái không này ha. Ăn cơm cũng phải nhờ cái không này ha. Mặc áo cũng phải nhờ cái không này. Nói năng tiếp khách cũng phải nhờ cái không này ha. Tức là bất cứ cái gì đều phải nhờ cái không này.
mình moi xong, bây giờ đi đứng nằm ngồi ha, làm việc đều phải ở trong cái không này. Mà cũng như Ngài Long Thọ nói đó, lại nói cái không này không vô sở hữu, không có gì hết, quay lạ quá ha. Mà lại nói đó, tại vô sở hữu ha. Môi dung nạp tất cả mình xong lại trong trong đó, mà lại không có dính dáng với nó, nhờ nó sống trong nó mà không dính dáng với nó. Cũng như hôm qua tôi đã nói đó, giáo cho cái bông nguyên tử nổ một cái đó, quả lắc tiêu tan hết, tất cả cái gì đó tan giả hết. Đôi khi nó cái hư không sẵn sàng, nó không có ảnh hưởng, không có bất một chút xíu, không có bị tổn thương một chút xíu, nó cũng y như cũ à. Tất cả cái gì đều phải nhờ nó mới hiển bày được cái dụng, nhưng mà không có dính dáng với nó. Nói ra là mau thưởng, mau thưởng thì thành quay lạ, nhưng mà nó là thật, sự thật là vậy. Quý vị mặc dầu nghe tôi nói vậy, nhưng mà tin không được, tin không nổi. Tại sao tin không nổi? Tại chưa được cái tự chứng thần. Duy thức á, tương phàn, khen phàn, tự chứng phàn, chứng tự chứng phàn đó, bốn phàn đó. Bây giờ mình có khen phàn, có tương phàn. Khen là thế, tương là cái cảnh mình sở thấy, là sở thấy rõ ràng trước mắt. Nhưng mà chưa có tự chứng phàn cho nên tin không được. Bây giờ tôi cũng như cái này đó, tôi đã giải thích nhiều lần, bây giờ giải thích lần nữa ha. Giải thích theo cái duy thức đó. Cái duy thức đó có hai thứ chim bao đó, cái bằng nhắm mắt chim bao và mở mắt chim bao. Nhắm mắt chim bao đó, duy thức gọi là độc đào ý thức biến hiện. Tại cái ý thức mình đó, ngày đêm hoạt động, cho nó chết nó cũng còn hoạt động. Nó không bao giờ ngưng. Thì ban đêm, cái thân mình nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ, lúc mà ngủ mê, thì á, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân, nằm cái thức này nó ngưng hoạt động. Nhưng mà thức thứ sáu đó không bao giờ ngưng. Nó hoạt động thì biến hiện cái thân chim bao, biến hiện cái thế giới chim bao. Thì cái thân chim bao tiếp xúc thế giới chim bao, tiếp xúc cái tách có thực chất của tách, tiếp xúc cái bền có thực chất của bền, tiếp xúc cái khang có thực chất của khang, tiếp xúc bàn có thực chất của bàn, tiếp xúc nóng biết nóng, tiếp xúc lạnh biết lạnh. Cái thân chim bao đó bị người ta đánh cũng biết đau, biết buồn, biết vui. Giả sử ở trong chim bao đó có một vị thiện tri thức thuyết pháp rất là hay, giải thích cho người chim bao nói tách này không có thật, bình này không có thật, cái khăn này không có thật, luôn cả cái thân của ông cũng không thật, thì cái người chim bao tin không nổi. Tại sao vậy? Ông nói cái thân tôi không thật, tại sao người ta đánh tôi cũng biết đau, tôi cũng biết buồn, biết vui, nói không thật làm sao tin được? Tin không nổi đâu. Nhưng mà loại khi mà ngủ lả rồi thức dậy, thì cái thức dậy đó tức là được cái tự chứng phàn rồi. Tự mình chứng tỏ hồi nãy những cái tách, những cái có thực chất, luôn cả cái thân chim bao la mắt tìm không ra, chỉ còn cái thân nằm trên giường thôi. Thế giới chim bao, thân chim bao, những cái thật đó đều mất hết.
Thì lúc đó tự mình chứng tỏ, chứng tỏ là tại mình thức dậy rồi, ha, ra khỏi cái đè khỏi cái nhắm mắt chim bao rồi. Thì mới chứng tỏ là tất cả việc ở trong chim bao đều không có cái nào thật, luôn cả cái thân chim bao cũng không thật mà. Nhưng mà khi mà còn lăn chim bao á thì tất cả đều là thật. Cho nên lúc mà chim bao mà khóc á, thức dậy còn có nước mắt. Lúc mà chim bao mà khủng bố á, sợ đó, thức dậy trái tim cũng còn đập. Thì bà tại cho là thật, mới có nước mắt, mới trái tim mới đập. Tôi thức dậy đó, được cái tự chứng thần mới biết là không có cái nào thật. Thì cái đó Duy Thức gọi là độc đạo ý thức biến hiện. Độc đạo là một mình, một mình ý thức biến hiện ra cái thân chim bao và thế giới chim bao. Nhưng mà cái nhắm mắt chim bao đó, ngủ lả nó tự thức. Thì tự mình lược cái tự chứng thần để chứng tỏ. Còn bây giờ đó là mở mắt chim bao thì tiếp xúc cái nào cũng là thật vậy, bằng như nhắm mắt chim bao vậy. Bây giờ Phật Thích Ca nè, Chư Tổ nè giải thích nó không có thật, mình đâu có tin được. Cũng như Bát Nhã Tâm Kinh nói vô vô minh, vô lão tử không có già chết. Tôi cũng già rồi nè, sau này cũng phải chết, nó không có già chết làm sao tin nổi. Tại bây giờ mình lăn chim bao nè, mà nhắm mắt chim bao ngủ lả nó tự thức được, còn mở mắt chim bao không bao giờ tự thức. Mình phải tu, cũng như phải thành thiện tới chân tánh nó mới thức. Thì tới chân tánh nó tức là ở trong mở mắt chim bao thức dậy rồi đó, thì mới được cái tự chứng thần, cho nên gọi là chứng ngộ đó. Thì mới chứng tỏ là bây giờ tất cả đều là mở mắt chim bao. Nhưng mà bây giờ á, lăn chim bao Phật Thích Ca nói ở trong kinh Chư Tổ á, giải thích cho mình biết, mình cũng tin không được. Cũng như bây giờ á, mỗi các chùa đều có tụng Bát Nhã Tâm Kinh nè, nhưng mà tụng thì tụng, tin thì không tin, tại tin không nổi. Nó vô vô minh, không có vô minh, không có vô minh, bây giờ sao mà tôi là thành chúng sanh. Nếu không có già chết thì không có sanh tử, nhưng mà tôi bây giờ lăn sanh tử nè, không có tin nổi á. Nhưng mà cái nhắm mắt chim bao thì nó ngủ lả, nó lược cái tự chứng thần, tự mình chứng tỏ. Còn mở mắt chim bao nó không bao giờ tự thức được, nó phải ai nấy tự tu, tu tới chân tánh thành Phật. Nó mới, cái thành Phật á là chữ Phật là giác ngộ, tức là thức dậy đó. Tức là ở trong mở mắt chim bao thức dậy đó. Nhưng mà bây giờ mình chưa thức dậy, thì cứ cho là cái nhắm mắt chim bao mới là chim bao, còn mở mắt chim bao không phải chim bao. Nhưng mà sự thật á, một cái thức biến hiện cũng là chim bao, hai cái thức biến hiện cũng là chim bao. Tại một cái thức cũng là tam tạo, hai cái thức cũng là tam tạo. Bây giờ á, mình mở mắt á, thì nhãn nghĩa tỷ thiệt thân, năm cái thức này đang hoạt động nè. Tại sao gọi là lồng thoại ý thức biến hiện đó, cái mở mắt chim bao này. Tại sao cái bằng lồng thoại ý thức? Bây giờ năm cái thức trước nó đang hoạt động, cũng như nhãn thức, thế vật, phải có cái ý thức đồng thời nổi lên, mới phân tích cái vật này rõ ràng. Nghĩ thức cũng vậy, cũng nhờ mà nghĩ thức nghe được tiếng âm thanh, biết là có tiếng, có âm thanh, nhưng mà không biết tiếng gì, tiếng người, tiếng chim, tiếng chó không biết.
phải có ý thức đồng thời nói lên, mới biết à, cái này là tiếng người, tiếng đàn bà, tiếng đàn ông, tiếng già, tiếng trẻ, tiếng con nít, biết hết. Còn á, nếu mà chỉ có nghĩ thức thì chỉ nghe được tiếng, không biết tiếng gì. Mà nếu mà chỉ có ý thức á, thì không có nghe được tiếng lấy cái gì để mà phân biệt là tiếng gì. Cho nên á, phải hai cái thức đồng thời, cũng như hai cái thức hợp tác mới biến hiện ra cái mỏ mắt chim bao bây giờ mình đang sống đó. Còn nhắm mắt chim bao á, thì ngủ lã nó tự thức tự mình chứng tỏ. Còn mỏ mắt chim bao á, không tự thức được, phải tu, tu tới chân tanh mới thức, thì lúc đó mới chứng tỏ, mới được cái tự chứng thành. Thiền tông á, tự mình chứng rồi á, chỉ là tự chứng thần, còn thiếu cái chứng tự chứng thần nữa. Còn phải nhờ thầy ứng chứng, cái bằng truyền tâm ứng đó, ứng là ứng chứng đó. Nhờ thầy ứng chứng là cái trò này đó là ngộ thiệt, tức là chứng ngộ thiệt. Tại có nhiều người đó giải ngộ, tưởng là chứng ngộ. Cho nên đó, nó phải thêm cái chứng tự chứng thần đó. Để chứng cái tự chứng thần là thiệt, là có chứng ngộ.